Hello, xin chào mọi người, mình là Phong. Trong video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy hút bụi sử dụng bằng pin và máy guitar với mẫu sản phẩm là DC180SIB nha các bạn. Thì cái bộ sản phẩm này đi kèm với máy, thì cái bộ sản phẩm này đi kèm có phụ kiện đi kèm như là một pin và một sạc nha các bạn, và ba đầu để mình hút bụi. Thì con này nó sử dụng pin 18V nha các bạn, với 1.5A và sử dụng pin 18V. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận hộp nha các bạn. Đây là bộ phận hộp của phần máy hút bụi có tem mã vạch để chống hàng giả nha các bạn. Tiếp theo đó là bộ phận cục sạc này. Thì con máy này có những cái phụ kiện này tụi mình sẽ bán lẻ nha các bạn, nên những cái con cục sạc này nó sẽ có một cái mã riêng, như cục sạc này có mã riêng là DC18SD nha các bạn. Sạc nhanh cho pin từ 12, pin từ pin 14V cho tới 18V nha các bạn. Đấy. Và có điện hiển thị đèn rất là chi tiết trên bộ phận cục sạc nha các bạn. Ở phía sau thì có thông số kỹ thuật sử dụng điện 220V này, và có số series như các bạn, chống hàng giả. Và bên cạnh đó thì bộ phận pin, thì bộ phận pin như các bạn thấy thì đây là bộ phận pin khá là nhỏ gọn, và pin mới của hãng Magita nha các bạn. Pin mới ở đây là pin này nó mới, nhưng mà nó sẽ mới sản xuất nha các bạn, và có dấu sao. Thì cái ký hiệu này thì giúp chúng ta biết được cái pin châu và pin mà xài mạnh nha các bạn. Thì có dấu sao đây, có ký tự đây. Và pin này thì khá là nhỏ gọn, 18V và 15A và 1.5A nha các bạn. Phía sau thì có mã của pin là BL1815N nha các bạn. Và có tem cảnh báo số series của pin. Và bên cạnh đó thì bộ phận thân máy. Thì bộ phận thân máy thì phần bộ phận màu xanh trắng, xanh đen trắng quen thuộc của Magita nha các bạn. Và logo thì được in dập nổi ở trên phía cái màu chứa bụi. Và phần thân thì được ốp toàn bộ bằng cao su màu đen nha các bạn. Đó, phần tay cầm thì ốp được cao su để giúp chúng ta đóng được mồ hôi tay hoặc là dầu nhớt đến đây khi chúng ta sử dụng bị sinh trên máy nha các bạn. Bên cạnh đó thì ở phía phần phía dưới thì có in thông số kỹ thuật và in mã của thân máy nha các bạn. DCL180 nha các bạn, sử dụng pin 18V, số series. Và con máy thì khá là nhỏ gọn. Thì bên trong thì có bầu chứa bụi đây nha các bạn, tháo lắp thì khá là dễ dàng. Đây bầu chứa bụi các bạn, rất là chắc chắn và sử dụng rất là bền và tiện lợi nha các bạn. Sử dụng pin thì rất là lúc nào cũng tiện lợi. Và bên cạnh đó thì cái sử dụng cái loại pin 18V và có khả năng chứa được cho cái bình chứa này chứa được cho 650ml nha các bạn. Và cái lượng khí tối đa của nó là 1.3 cái khối trên phút, với cái liều lượng hút tối đa là 3.6 kPa và thời gian sử dụng liên tục được 20 phút nha các bạn. Và kèm theo pin sạc bảo hành 6 tháng, trọng lượng thì 1,5kg nha các bạn. Với có ba cái đầu hút bụi để chúng ta dễ tiện hút chỗ những nơi hẹp nha các bạn. Đây, cái này và mình sẽ gắn vào đây, và mình sẽ hút vào những cái ngóc ngách mà cái bộ phận này nó không đưa vào được nha các bạn. Thì đây sẽ hút ở trong ngóc ngách được, khá là thuận tiện. Thì đây đó mình có thanh nối dài nha các bạn, cái ống nối dài để gắn được cho hai đầu nha các bạn. Đây các bạn, rất là thuận tiện nha các bạn và sử dụng rất là tốt. Magita thì hàng luôn luôn chất lượng cao nha các bạn. Thì đi kèm với máy thì có catalog và sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng trên Hàn Quốc của Magita nha các bạn.
mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy hút bụi sử dụng pin 18V của Makita, một bộ sản phẩm có pin và một pin và một sạc. Với mã sản phẩm là DCL180SIB nha các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái máy hút bụi này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo